Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thi với chủ đề Ngày hội chế biến bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ mầm non năm 2024. Đây là một trong những hoạt động thuộc chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Hội thi thu hút hơn 40 cơ sở giáo dục mầm non đứng chân trên địa bàn 10 huyện thành phố cùng tham dự. Mỗi đội có 3 thành viên, tranh tài ở 2 phần thi kiến thức và thực hành. Với phần thi kiến thức, các đội xây dựng thực đơn bữa ăn cho trẻ mầm non kèm theo bản mô tả chi tiết nguyên vật liệu, cách chế biến món ăn. Khi thi thực hành, các giáo viên và nhân viên cấp dưỡng của từng đội trực tiếp chế biến 10 suất ăn trưa và ăn chiều của trẻ tại trường mầm non, với đơn giá 20.000 đồng mỗi suất ăn một ngày. Các món ăn phải đảm bảo đủ 4 nhóm thực phẩm, gồm chất đạm, chất béo, chất bột và vitamin. Việc đánh giá, cho điểm đối với mỗi đội thi căn cứ vào hình thức, chất lượng cũng như tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến các món ăn. Khi đến với hội thi này thì tôi cũng mong muốn là sẽ đem đến cho trẻ những cái bữa ăn ngon nhất, đảm bảo vệ sinh và đầy đủ chất dinh dưỡng nhất để cho trẻ ngày càng phát triển về tâm lý và sinh lý và tất cả mọi thứ về mọi mặt. Và trường em thì nằm tại xã cho nên là chủ yếu là học sinh là thuộc vùng nông thôn. Cho nên là khi mà chúng em đi ra cái cuộc thi này thì chúng em cũng muốn là học hỏi thêm từ các đội bạn để cho mình có thêm nhiều kiến thức hơn để mà tổ chức các bữa ăn bán trú tại trường tốt hơn. Mang đến với cuộc thi ngày hôm nay thì đội chúng tôi cũng mang đến những thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo ba nhóm chất, nhóm chất đạm, chất béo và nhóm chất tinh bột, rồi glucid, protein cho các cháu. Thì bữa chính của chúng tôi thì chúng tôi thực hiện 3 món. Món mặn là món thịt bò sốt chanh dây, là chanh dây cũng là những nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương của mình, như là ở trên huyện Công Long mình có trồng được. Rồi món thứ hai là món xào, là su su, cà rốt xào tôm, su su với cà rốt cũng là được trồng tại huyện mình. Rồi món thứ ba là món canh thịt bằm nấu rau củ. Hội thi là dịp để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non gặp gỡ, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo trong tổ chức bữa ăn cho trẻ, như việc xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn, thực đơn hàng ngày, theo tuần, theo mùa. Từ đó, giúp tuyển chọn được nhiều món ăn ngon, để bữa ăn của trẻ thêm phong phú và đảm bảo dinh dưỡng.